Kylian Mbappe sẽ đảm nhận đặc quyền như Cristiano Ronaldo tại Real Madrid. Đó chính là thực hiện những quả đá phạt cố định. Tuy nhiên, tuyển thủ người Pháp cũng sẽ mất đi ưu tiên độc nhất của mình như hồi ở PSG. Tín hiệu đã được xác minh và đây chính là lời khẳng định chắc nịch đến từ huấn luyện viên Carlo Ancelotti xoay quanh tân binh đắt giá Kylian Mbappe. Ngôi sao người Pháp sẽ là người đảm nhận trọng trách đá phạt tại Real mùa tới, đồng thời sẽ không được ưu tiên sút 11m khi vai trò đó sẽ thuộc về Vinicius Junior. Bị mất đi kỹ năng thủ, lại phải nhận đặc quyền mà từ trước đến giờ chưa bao giờ thực hiện thành công. Xem ra con đường chinh phục đỉnh cao của Mbappe tại Bernabeu hứa hẹn sẽ còn nhiều thử thách. Nhưng liệu đây sẽ là chướng ngại mà Ninja Rùa khó có thể vượt qua, hay chính xác là cơ hội để giúp bản thân chân sút người Pháp toàn diện hơn, qua đó kéo gần anh chinh phục danh hiệu quả bóng vàng trước sự thán phục của tất cả mọi người. Ngay bây giờ, hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Sau lễ ra mắt hoành tráng trước sự chứng kiến của 80.000 người hâm mộ tại thánh địa Santiago Bernabeu vào chiều ngày 16 tháng 7, Mbappe đã làm quen với ban huấn luyện Real cùng một số đồng đội tại Los Blancos trước khi đi nghỉ dưỡng cùng gia đình ở Mỹ. Cũng vì lịch trình xả hơi sau Euro 2024, cho nên tiền đạo đội trưởng tuyển Pháp sẽ không góp mặt trong bất cứ trận giao hữu tiền mùa giải nào cùng đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Kylian sẽ đạt thể trạng sung mãn nhất để cùng với Real tham chiến trận tranh siêu cúp châu Âu với Atalanta tại sân vận động quốc gia Kazimierz Wolski ở Warsaw, Ba Lan vào ngày 14 tháng 8 tới đây. Ở lần phát biểu trong buổi họp báo gần nhất, huấn luyện viên Carlo Ancelotti cũng đã tiết lộ rằng ông rất mong đợi Mbappe sẽ góp mặt ở trận cầu này. Và trong thời gian xả hơi, Mbappe luôn chăm chỉ rèn luyện thể lực để sẵn sàng xung trận. Thế nhưng, trước trận chung kết này, một thông tin liên quan trực tiếp đến Ninja Rùa được tiết lộ mà không biết nghe xong Mbappe nên vui hay là buồn. Theo nguồn tin thân cận từ tờ Marca, Real sẽ lựa chọn Kylian Mbappe thực hiện những cú sút phạt trực tiếp thay thế cho Toni Kroos đã giải nghệ từ mùa giải 2024-2025. Lưu ý đây chính là đặc quyền tại Bernabeu mà huyền thoại Cristiano Ronaldo cũng là thần tượng của Mbappe từng được giao. Tuy vậy, cũng theo tờ Marca, cựu sao của Paris Saint-Germain sẽ không được ưu tiên đá penalty tại Real Madrid. Huấn luyện viên Ancelotti chỉ định Vinicius thực hiện 11m của Real Madrid mùa tới. Mùa trước, tuyển thủ người Brazil cũng là ngôi sao được ưu tiên sút penalty của Los Blancos. Ta sẽ có khá nhiều điều phân tích trong tình huống này. Đầu tiên là việc Ancelotti vẫn tin tưởng đặt Vinicius ở vị thế được sút pen đầu tiên. Như lời khẳng định ở Bernabeu sẽ không có bất kỳ ngôi sao nào được cưng chiều hết. Tất cả đều được xét dựa trên yếu tố là từ mức độ cống hiến, tỷ lệ chính xác khi thực hiện ở các mùa giải trước đó. Vini đã có một mùa giải 2023-2024 bùng nổ mặc dù bị chấn thương hành hạ. Trong 39 trận đấu trên mọi đấu trường, anh đã đóng góp 24 bàn thắng và 11 pha kiến tạo để giúp đội bóng của Carlo Ancelotti giành 3 chức vô địch, bao gồm cú đúp La Liga và đặc biệt là Champions League thứ 2 trong vòng 3 năm. Vì những đóng góp đáng kể đó, không có bất cứ lý do gì trật tự tại Real phải thay đổi cả. Và ngôi sao người Brazil hoàn toàn xứng đáng có được đặc quyền sút pen, kể cả cho thống kê trên chấm luân lưu của Mbappe là vô cùng đáng nể. Ngôi sao xứ Lục Lăng đã thực hiện thành công 20 trên tổng số 24 quả 11m, một con số đỉnh của chóp. Cơ mà dù sao cũng là phận tân binh, cho nên Kylian Mbappe cũng vui vẻ chấp nhận sự sắp xếp ấy. Vậy tức là ở khía cạnh đá 11m sẽ không có vấn đề gì quá nghiêm trọng và cách sắp xếp của thầy phù thủy Ancelotti vẫn hợp tình hợp lý. Thế nhưng sang đến khoản Mbappe được giao trọng trách thực hiện đá phạt, xem chừng sẽ có nhiều vấn đề mổ xẻ. Rõ ràng sự ra đi của Toni Kroos, người đảm nhận hầu hết các tình huống cố định tại Real là rất lớn. Cơ mà việc đặt Mbappe ngay vào trọng trách sút phạt thay Toni Kroos có vẻ là quyết định hơi vội vàng. Đơn giản khả năng sút phạt của Kylian cho đến lúc này là tương đối tệ. Một cầu thủ mà chưa từng ghi bàn nào trên chấm đá phạt trực tiếp xuyên suốt sự nghiệp thì không thể khiến các Madridista yên tâm. Cách đây 15 năm, Real từng trao đặc quyền tương tự cho Ronaldo và với tư cách là fan cứng của anh bảy, Mbappe có cơ hội lớn để kế thừa di sản này. Nhưng nên nhớ rằng thời điểm đó, Ronaldo đã là chân sút phạt cự phách và lập nhiều siêu phẩm trong máu MU. Đầu chiêu Gnabry của Ronaldo đã trở thành cơn ác mộng với mọi thủ môn trên toàn thế giới. Tại giai đoạn siêu sao người Bồ Đào Nha đạt đỉnh cao phong độ, hơn 60 bàn từ chấm đá phạt và lọt top 10 cầu thủ ghi bàn đá phạt nhiều nhất trong lịch sử là minh chứng quá rõ ràng cho khả năng kết liễu cố định của Ronaldo. Còn với Mbappe ngay lúc này, tài khoản sút phạt của anh vẫn là con số không tròn trĩnh. Trong thời gian ở AS Monaco và Paris Saint-Germain, Mbappe đã ghi được 192 bàn trong 246 trận, nhưng chẳng có lần nào Kylian được ăn mừng trên chấm đá phạt cả. Anh có 9 lần được giao trọng trách thực hiện những tình huống bóng chết, tạch cả 9
và chỉ đạt hệ số kỳ vọng là 0,58. Có thể lý giải khả năng đá phạt của Mbappe thực sự khiêm tốn như vậy. Thứ nhất là vì cầu thủ người Pháp từ trước đến nay đều thi đấu với những sút phạt cự phách. Chính vì lẽ đó, nhà vô địch thế giới 2018 cũng có ít cơ hội để thử thách bản thân hơn. Ở Monaco, Bernardo Silva hay là João Moutinho đều có thể tung ra những đường cong tuyệt hảo. Sang đến PSG, hết Angel Di Maria, rồi Neymar và cả trùng cuối Lionel Messi cũng đã xuất hiện, khiến cho tần suất được có mặt trên chấm cố định của Mbappe càng lúc càng giảm. Mà rõ ràng chẳng huấn luyện viên nào lại không sử dụng những chuyên gia hạng sang ấy, bởi nhiều lúc chỉ cần một tình huống bóng chết vậy thôi cũng có thể quyết định cả trận đấu. Yếu tố thứ hai là phong cách dứt điểm của Mbappe. Tất nhiên, để ghi được hàng tá bàn thắng xuyên suốt sự nghiệp như vậy, không thể nói Kylian không có kỹ thuật được. Thế nhưng tốc độ mới là thứ vũ khí ninja rùa sử dụng nhiều nhất. Mbappe có xu hướng giạt từ biên, rê bóng vào trong rồi tung ra một cú dứt điểm căng, tức là anh ưu tiên sử dụng tốc độ để loại hậu vệ đối phương để đối mặt với thủ môn. Và khi ấy việc khung thành đã mở toang, giúp cựu sao của PSG chỉ cần đệm bóng ở mức cơ bản là xác suất có bàn thắng là cũng tới. Tức là chính lối chơi càn quét đã vô tình khiến khả năng kết liễu của Mbappe trở nên có phần đơn điệu. Minh chứng rõ ràng cho điều này chính là tại Euro 2024, nơi Kylian Mbappe đã bị gãy mũi và phải đeo mặt nạ thi đấu. Khi ấy tầm nhìn của cựu sao PSG bị ảnh hưởng và ngay lập tức điểm yếu trong những cú dứt điểm đã lộ ra. Kết quả là Mbappe chỉ ghi đúng một bàn thắng trên chấm phạt đền và bất lực chứng kiến đội nhà bị Tây Ban Nha loại ở bán kết. Chính sự đơn điệu ấy đã khiến Mbappe chưa thể trở thành một sao số trên chấm đá phạt, nơi đòi hỏi kỹ thuật nhiều hơn là sức mạnh hay là tốc độ. Vậy nên việc trao đặc quyền cho Mbappe có thể khiến Real phung phí nhiều cơ hội ăn bàn từ bóng chết. Los Blancos vẫn có những lựa chọn dự phòng chất lượng như là David Alaba. Cựu sao của Bayern Munich đã ghi 6 bàn từ những cú đá phạt trực tiếp trong sự nghiệp của mình. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, Ancelotti vẫn có cái lý khi đặt niềm tin vào Mbappe. Nên nhớ mục tiêu của Kylian khi đặt chân tới Bernabeu, đó chính là trở thành ngôi sao đẳng cấp nhất. Ngoài những danh hiệu tập thể cao quý như La Liga hay là Champions League, thì quả bóng vàng chính là giấc mơ mà tiền đạo người Pháp muốn chinh phục. Và để chạm tay vào Ballon d'Or, Mbappe buộc phải toàn diện hơn nữa. Thêm bàn thắng, thêm kiến tạo, thêm những màn trình diễn xuất sắc và cuối cùng là thêm những khoảnh khắc để đời. Chính vì thế, việc bỏ qua kỹ năng sút phạt sẽ thực sự là điều đáng tiếc và rất có thể sẽ khiến chặng đường chạm đỉnh vinh quang của ninja rùa thêm xa hơn. Cho nên giờ không phải là lúc Mbappe trốn tránh. Đây vừa là thử thách, cũng vừa là cơ hội rất lớn để ngôi sao sinh năm 98 hoàn thiện mọi kỹ thuật tấn công của mình. Tất cả cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Hãy tập luyện thật chăm chỉ và biết đâu, quyết định để Mbappe thực hiện sút phạt chính là cột mốc tạo nên một con quái vật mới trên trục cố định. Đã là bóng đá thì đâu ai nói trước được điều gì, phải không ạ?